Xin mến chào các bạn, mình là Tâm Dược Vlog. Hôm nay mình tới Center for the Performing Arts để xem show ca nhạc Một Thời Ta Đã Yêu. Trong đó có ca sĩ Việt Nam và hải ngoại trình diễn như là Lệ Duyên, rồi Lâm Nhật Tiến, Quang Dũng. Mình thấy khung cảnh ở đây rất là đẹp. Cảnh rất là đẹp và thủ tinh. Có vòi nước phun 1, 2, 3, 4, 5, năm vòi nước đang phun gạch.
các bạn nhìn nước chảy róc rách xuống nước cũng thấy tâm hồn được relax như đang xem múa nước vậy đó. Ở đằng kia thì có khách sạn Marriott. Đây là Downtown San Jose, California. Bảy trước Center và cái nhân ạc á, có xây cái hình con gấu tượng trưng cho lá cờ của California. Đây có mấy cây đèn buổi tối mở lên đẹp lắm. Còn tượng con gấu
Đây thì khung cảnh rất là đẹp. Buổi tối thì có đèn lên, nhất là dịp Christmas hoặc là Thanksgiving á, mở đèn Noel lên dân đèn này rất rực rỡ. Trên đường Ormadon Boulevard, mấy cây dừa nước này dễ thương, cây farm nhỏ
dễ thương lắm. Chiếu chiếu trong cái chậu. Được xây dựng năm 1972 và bắt đầu có cái điều riêng AT&T. Vlog xin tạm dừng video clip này nhé. Xin mến chào các bạn. Bye bye bye.